Cá bạn ơi. Ui lè ơi. Quá cá chua. Lại cá chim hôm nọ. Đấy. Đấy. Sao mày, sao mày này? Ngại quá ăn cá chim hôm nọ thì các bạn ơi. Ui. Ui. Ui, cá đây đây. Ui. Muối lắm quá. Đây, mình quay cho các bạn xem. Sao con cá chim hôm nọ này nó chẳng lớn thêm tí nào nhỉ? Hình như nó đang cố gắng thở. Nó không có thở được. Mặt nó nhìn mệt đấy. Đấy các bạn ơi, các bạn có thấy con cá chim không? Con này còn bé quá không ăn được. Ui, đẹp hơn bao nhiêu. Đấy các bạn có thấy không? Có thấy cá chim không? Mình thì thấy rồi đấy. Để mình xem nào. Để mình xem nào. Mình chẳng thấy con cá chim nào. À kia rồi, thấy cái màu đỏ rồi, là cái lưới. Mà bụng cá chim cũng có màu đỏ mà. À mình biết rồi, cái mà đẹp nhất trong máy quay đó chính là cái mồm của mình. Môi mình. Ở nhà làm gì? Mình thì đang đi quăng trời đây. Các bạn có thấy không? Quay lại chỗ cũ. Đấy các bạn có thấy mẹ mình ném siêu không? Mình thì thấy hơi bị đỉnh ấy. Đấy, đã hết cá rồi nhờ. Đây, xô cá nhà mình đây. Tuyền cá là cá, nó toàn háo mồm. À nhầm, đấy là cái mắt của cá. Sorry những bạn cá nhá. Cầm cái này phải không nhỉ? Cầm thế này. Không. Mẹ mình quăng kìa. Xem mẹ mình quăng nhá. Ô ô la la. La 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 la. Lo lo le lo lo la le lu li. Lê la lê lô 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 lê. Lê la lô lê lê lô lô lê lê. Ô, quăng mất trài rồi. Đang hát giờ. Quá 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 cá và đá. Ui, quá cá thật luôn. Và mình chưa thấy đá. Ấy, ấy, ớt rồi. Cho mình nghỉ cái tay một tí nhá. Rồi, ui. Lại chặt.